ai cũng thấy, chỉ mình anh chẳng thấy. Hoặc là anh đã thấy nhưng cũng xem như là không thấy, nên chúng ta giờ đây nhìn nhau như hai người bạn. Vì sao em cứ đứng trong thinh lặng, dù trong lòng em muốn nói rằng em đã chốt thương anh rồi. Trời ơi, mình yêu đi thôi, hãy nói anh cũng cảm thấy như chính em đang cảm thấy. Một tình yêu cấp chết của hôn nhân dịu em mà đầy bao tố. Anh được gia đình bảo bọc, làm sao hiểu được cảm giác một người sống tự lập như tôi. Chạy xe thì sùm, cứ gầm rú cho thiên hạ để ý. Lúc trước ba mẹ muốn con về Mỹ thì con nói là ba mẹ không hiểu ước mơ của con. Nhưng còn bây giờ con chỉ lo yêu đương, không nhắc gì tới ước mơ của mình nữa hết. Giấc mơ cũng liên quan tới nhiều người mà mẹ. Liên quan tới ai, nhưng không bao giờ có ba mẹ trong đó hết. Chuyện em đã thầm trao trái tim cho anh, ai cũng thấy chỉ mình anh chẳng thấy. Hoặc là ai đã thấy nhưng cũng xem như là không thấy, nên chúng ta giờ đây nhìn nhau như hai người bạn. Vì sao em cứ đứng trong thinh lặng, dù trong lòng em muốn nói rằng em đã chốt thương anh rồi. Trời ơi, mình yêu đi thôi, hãy nói anh cũng cảm thấy như chính em đang cảm thấy. Một tình yêu dịu em mà đầy bao tố. Là con gái thế nên em phải chờ đôi lời anh nói chưa. Em nói anh yêu em rồi, xong rồi ngày mai anh lại buông em ra giống như ly nước sôi làm sao? Thương anh rồi, trời ơi, mình yêu đi thôi, em sẽ.